Vì sao RS28 Sarmat được coi là tên lửa uy lực nhất thế giới? Tháng 10 năm 2023, tổng thống Vladimir Putin tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến lược RS28 Sarmat. Ông nhấn mạnh tên lửa đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và sẵn sàng đưa vào thực chiến. Được nhiều phương tiện truyền thông gọi phổ biến bằng cái tên Satan 2, RS28 Sarmat là vũ khí được Nga ca ngợi là tên lửa uy lực nhất thế giới. RS-28 Samat là hệ thống tên lửa đạn đạo liên tục địa thế hệ mới của Nga do Trung tâm Tên lửa Quốc gia Makip thiết kế và nhà máy chế tạo Krasnozask sản xuất, nhằm thay thế tên lửa đạn đạo R-36M2 Voivoda, vốn hoạt động trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ năm 1988. Quá trình phát triển RS-28 Samat bắt đầu từ năm 2009 và được ra mắt vào tháng 8 năm 2019 tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự. Đến tháng 2 năm 2021, Nga tiến hành sản xuất tên lửa đạn đạo này. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Samad được phóng thử lần đầu tiên từ sân bay vũ trụ quân sự Plesetsk ở vùng Arkansas, miền bắc nước Nga. RS-28 Samad được phóng từ giếng phóng tương tự tên lửa R-36M2 Voivoda. Tên lửa có thể được vận chuyển bằng đường sắt từ nơi sản xuất đến đơn vị quân đội hoặc đặt trên xe móc bốn trục kéo bởi một xe tải hạng nặng. Theo nhà sản xuất, RS-28 Samad có chiều dài 35,5 mét, đường kính 3 mét và có trọng lượng phóng là 208,1 tấn. Tầm bắn của tên lửa lên tới 18.000 km, cho phép tấn công hầu hết mọi vị trí trên trái đất với sai số chỉ khoảng 500 mét. Tên lửa chủ yếu được làm bằng hợp kim nhôm magi bền hơn, nhẹ hơn và mang được tải trọng lớn. Vật liệu composite cũng được sử dụng trong hộp bảo quản và thùng phóng để làm giảm tín hiệu radar. RS-28 Samat là tên lửa đạn đạo 3 giai đoạn sử dụng nhiên liệu lỏng, được trang bị đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập, Mirv và có thể mang lượng nhiên liệu nặng 178 tấn. Tên lửa này thể mang theo từ 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân ước tính có sức công phá hàng chục megaton. Tên lửa cũng được trang bị nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Rs-28 Sarmat được trang bị động cơ RD-274 ở giai đoạn đầu và các đầu đạn trên Sarmat có thể lao tới mục tiêu ở vận tốc Mach 20,7 (khoảng 25.500 km/h) với quỹ đạo bay phức tạp, gần như không thể đánh chặn. Nga phóng thử thành công tên lửa dân đe hạt nhân Hãng thông tấn tác dẫn tuyên bố ngày 1 tháng 3 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM-Z Tên lửa ICBM-Z là vũ khí nhiên liệu rắn có chiều dài 17,8 mét và có khả năng phóng từ bệ di động Z là từ viết tắt của Iadekneia Raketa Sderzhivania, có nghĩa là tên lửa dân đe hạt nhân Z là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa Topo-M Nga bắt đầu triển khai hệ thống ICBM Zas vào năm 2009, khi bệ phóng Zas được chấp nhận cho nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm trong lực lượng tên lửa chiến lược. Hiện khoảng 150 tên lửa Zas đã được trang bị cho 8 sư đoàn. Zas được trang bị một số đầu đạn có khả năng nhắm mục tiêu độc lập, mỗi đầu đạn có sức công phá 500 kiloton. Tên lửa này có khả năng tiếp cận các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 11.000 km và tên lửa được phát triển đặc biệt để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương tên lửa Zircon lần đầu được sử dụng ở Ukraine. Theo Euromaidan, Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp y Kiev đã xác nhận việc Nga triển khai tên lửa ngày hạm tháng 2 vừa Zircon, tên lửa mà Nga công bố là vũ khí siêu vượt âm ở Ukraine vào ngày 7 tháng 2 vừa qua. Theo ông Alexander Ruvin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp y Kiev, viện này đã mở một cuộc điều tra về tên lửa Nga sử dụng trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 2 và đã xác định được các thành phần cụ thể và dấu hiệu đặc trưng của tên lửa Zircon con từ những mảnh vỡ cùng một số chi tiết đặc biệt của những loại tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công. Ông Ruvin cho biết, các yếu tố đặc trưng của tên lửa 3M22 Zircon con được tìm thấy bao gồm các chi tiết được đánh số và mã hóa trên các bộ phận của động cơ và cơ cấu điều khiển của tên lửa. Những ký hiệu nhận dạng như 3L22 và 3B22 là một trong những chỉ dấu cho thấy dòng tên lửa Zircon con đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Đáng chú ý, viện còn xác định được rằng các bộ phận của tên lửa dơ con mới được sản xuất khoảng từ cuối năm 2023 đến đầu 2024. Mặc dù hầu hết các thiết bị vi điện tử trên các mảnh vỡ của tên lửa đều đã hỏng hóc và không thể phục hồi và gần như không thể mang ra phân tích, nhưng Kiev đang nỗ lực để xác định các thành phần kim loại và vật liệu cách nhiệt sử dụng cho tên lửa. Cũng theo ông Ruvin, các thông số kỹ thuật của tên lửa dơ con do phía Nga đưa ra là tầm bắn từ 600 đến 1.500 km, tốc độ đạt Mach 8 đến 9, gấp 8 đến 9 lần vận tốc âm thanh và trọng lượng đầu đạn khoảng 300 đến 400 kg. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của viện cho thấy dưa con chưa đạt được các thông số kỹ chiến thuật như đã công bố.